Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ngày 23 tháng 4 tuyên bố, nhưng không trưng ra bằng chứng, rằng họ chịu trách nhiệm về một loạt vụ nổ ở Sri Lanka hôm 21 tháng 4, giết chết hơn 300 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Tuyên bố của nhóm chủ chiến được đăng tải thông qua hãng tin Amak của họ, trong khi người dân ở thủ đô Colombo của Sri Lanka cử hành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong các cuộc tấn công vào lễ phục sinh. Tổng thống Sri Lanka tuyên bố ngày quốc tang cho hơn 300 người thiệt mạng. Phát biểu với các phóng viên sau đó hôm 23 tháng 4, Thủ tướng Sri Lanka cho biết các nhà điều tra đang thẩm định những tuyên bố của nhà nước Hồi giáo. Ông cho hay các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu một báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, người nói rằng các cuộc tấn công là để trả đũa các cuộc tấn công tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand vào tháng trước. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết 40 người đã bị bắt giam liên quan đến vụ thảm sát Sri Lanka. Đây là vụ bạo lực gây chết người nhiều nhất ở đảo quốc Nam Á này kể từ cuộc nội chiến kéo dài 2 thập niên, kết thúc vào năm 2009. Kế hoạch tinh vi đằng sau 8 vụ nổ nhằm vào các nhà thờ và khách sạn đã phá tan sự yên ổn kéo dài 1 thập niên ở Sri Lanka và khiến nhà chức trách lo lắng.